Em cũng chia sẻ thẳng là em hơi tính toán tí xíu. Tại vì thật sự là ví dụ những cái tài năng, tài lẻ gì em không có, mà em có một cái em có rất là nhiều là nợ ngân hàng. Thế nên cho cái việc đó là em phải cân bằng giữa cái tài chính, cái thu nhập của em để mà dành ra những cái khoản như bạn vay ngân hàng để làm. Em tên là Phạm Thị Ngọc Hà, năm nay em 27 tuổi, hiện em đang là nhân viên phòng. À, quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Tiền Giang chị. Tiền Giang? Dạ. Rồi, để mình nghe bạn trai giới thiệu. Xin chào Nguyễn Linh, xin chào chị Cát Tường và chào tất cả mọi người. Chào bạn gái bên kia. Mình tên là Minh Anh, năm nay mình 31 tuổi, là làm cho một công ty của Nhật ở tại quận Nhất, quê của mình ở Đồng Tháp. Cụ thể công việc của bạn là gì bạn? Công việc của em thì nó gọi là tư vấn nhân sự, mà nếu mà trong ngành đó thì họ hay gọi là headhunt, săn đầu người. À, dạ. Tức là đi tìm những người giỏi đem về công ty đúng không? Dạ đúng rồi anh. Chắc có lẽ bạn giao tiếp rất là nhiều người nước ngoài, rất là nhiều đối tác đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Lý do tại sao chúng ta không tìm ra được một cái nửa yêu thương của mình ở những cái đối tác đó? Dạ. Thật sự là em giao tiếp cũng khá là nhiều, nhưng mà chủ yếu là trên cái là công việc thôi. Bên cạnh đó thì cái công việc của em giống như là 50% là sale. Tụi em cũng phải chạy số, chạy target các thứ, dành hơi nhiều thời gian cho công việc hơn. Công việc hơn? Dạ. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ đến thời điểm hiện tại chỉ có 3 thôi. Thôi chỉ có 3 thôi hả? Bạn gái bên kia đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ 2 anh. 2 hả? Dạ. Mối tình sau này là bao lâu rồi? Dạ cách đây cũng khoảng 5-6 năm rồi chị. Tại sao 5-6 năm qua không có bạn trai? Có thể nói là một phần là do em khó mở lòng là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là con trai nó bây giờ em không tin tưởng lắm. Tại sao lại khó mở lòng? Vậy là cái mối tình đó để lại cho bạn cái vết thương gì hay là... Dạ đúng rồi, tại vì nói chung là tình đầu thì để lại nhiều cái tổn thương nhiều hơn. Tại vì mình phải mở lòng ra, thiếu gì cơ hội chứ mình cứ khép kín con. Dạ đúng rồi, có thể là do em một phần. Đúng không? Dạ, nên em mới là tìm đến chương trình này. Đúng rồi, bây giờ bạn mong muốn một người bạn trai như thế nào? Chung là em không cần là đẹp trai lắm, nhưng mà thứ nhất là phải cao hơn em. Bạn cao mét mấy? Dạ em cao 1m60. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Và Mối Hẹn Hò. Cùng hai em xin người ổn khá định. Khá với các cặp đôi. Chung là nhìn nhé. Có vẻ là nam tính mà kiểu đàn ông đó chị. Ủa chứ nhìn sao mà không là đàn ông em? Dạ hay ngâm ngâm phải không? Em nói cái kiểu mà nhìn hơi lạnh lùng một tí và... Bạn có cái mẫu người lý tưởng như ai không? Để cho nó dễ hiểu. Có thể na ná như là Quý Bình, cũng như Quý Bình. Ngâm ngâm, anh Quyền Linh cũng ngâm ngâm vậy. Dạ, nhưng mà anh Quyền Linh thì không phải mẫu của em. Sao vậy? Trời ơi, em phủ phàng với ông Mai quá vậy. Bạn không thích cái điểm nào ở người đàn ông? Người đó lề mề, xề xò, nhìn bề ngoài rồi nói năng thì ví dụ là cái kiểu mà lanh chanh đó chị. Có lề mề, xề xòa không bạn trai? Em thì cũng khá là ít nói, khá là kiệm lời. Và xầy xòa thì em nghĩ là chắc là không. Anh cảm giác mình giống Quý Bình. Da có đen không? Đen thì có chị. Ngược lại thì bạn trai thích một người bạn gái như thế nào? Thì em cũng không mong muốn gọi là bạn đấy phải là đẹp, xinh đẹp hay là thật sự cái đó. Nhưng cái đó thì rất là khó giữ. Em chỉ cần bạn nữ, cái nhất là có thể là sống thật. Và cái thứ hai là thật sự em cũng không thích những bạn nữ mà xe xua hay là nhuộm tóc cầu kỳ hay là đòi hỏi hay sống nghiêng về vật chất. Nhưng mà anh nghĩ cái này nè, nếu mà đàn ông nghĩ vậy cũng tội nghiệp phụ nữ. Xe xua rồi trang điểm rồi cái chuyện đó chăm sóc sắc đẹp thì người ta làm đẹp thôi mà. Dạ thì đúng mà. Làm đẹp. Anh ơi, nhuộm tóc cầu kỳ là sao anh? Tức là ví dụ là nhuộm vàng hay là... Mà tối tối được đúng không? Đúng rồi. Không thích gì nữa phụ nữ. Có thể nói thì là ví như là về phụ nữ mà không biết nấu ăn thì là một cái thiếu sót rất là lớn. Bà biết nấu ăn không? Em nấu thì theo bạn em nhận xét thì là cũng là thật là ngon à. Nhưng mà không biết được nhiều món lắm thôi, chỉ là ăn trong gia đình thì ok. Sở thích của bạn là gì? Thường rảnh rỗi thì em hay nghe nhạc, hoặc là tụ tập bạn bè, đọc tin tức, xem phim. Hát hò gì không? Dạ hát hò thì lâu lâu cũng đi hát với mọi người trong công ty, bạn bè cũng hay đi hát. Hát okay. Hay không? Dạ em hát dở lắm. Làm thử phút coi dở cỡ nào. Nghe hát dở nghe không quý vị? Nghe luôn. Buồn quá hát dở gì khi lại vui. Nhưng thôi em hát dài câu mà mọi người đừng có chê. Rồi. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dâng hương vương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Dạ thôi nữa rồi chị. Dạ chào anh. Chào em. Dạ hát dở quá không à? Không có dở, dở nghe không, nó dở mà nó thiếu, nó lạc lõng sao. Bây giờ bạn ghét con trai gì nhất nè? Keo kiệt hay là bủng xỉn hay sôi máu, người để ý từng ly từng tí này, cái nào em thích cái đó thì hỏi rồi. Keo kiệt bủng xỉn là... Em cũng chia sẻ thẳng là em hơi tính toán tí xíu, tại vì
thực sự là như những cái tài năng tài lẻ gì em không có, mà em có một cái em có rất là nhiều là nợ ngân hàng. Thì nên cho cái việc đó thì em phải cân bằng giữa cái tài chính, cái thu nhập của em để mà dành ra những cái khoản. Nhưng mà vay ngân hàng để làm gì? Dạ, mua nhà. Đúng rồi, cái này được. Dạ, tại vì tháng 6 này em sẽ nhận nhà nên. Nhưng mà khả năng thanh khoản nó tốt không? Dạ, rất là tốt. Đúng rồi, vậy là mình phải tính toán chuyện đó không sao chân. Chứ đừng có tính toán là phải chi người yêu nhiêu rồi này kia là không được ha. Không, lúc đầu nghe hơi sốc nhưng mà nghe cái mua nhà thì... Ồ, bên đây là dáng doanh nhân lắm nha, có khát vọng mãnh liệt nha. Mà nó nghe nè, bây giờ bạn có kế hoạch kết hôn chưa? Thực sự thì em cũng đã có một cái hỷ rồi, em cũng rất mong muốn là cái hỷ thứ hai sẽ ra trong năm nay. Là xong hỷ. Nhưng mà rồi cùng một lúc vậy mình có đủ tiềm lực để mình vừa lập gia đình rồi vừa nhà cửa vậy mình có lo nổi không? Em nghĩ là trong khả năng của em mà cũng hả? Được hỗ trợ từ phía gia đình. À vậy là quá tốt. Anh nghĩ là thế này nè, không đáng lo đâu. Bởi vì cái mà lo lớn nhất là cái chỗ ở. An cư là lạc an nghiệp. An cư lạc nghiệp mà bạn đã lo được rồi. Mặc dù cái đó nó cũng có phải một cần thời gian nữa mới trả hết. Nhưng mà như vậy là bạn đã tính toán được thì bạn mới mua. Đúng không? Còn cái chuyện cưới hỏi thì nếu mà chúng ta yêu thì chúng ta cưới. Không, nhưng bây giờ chị hỏi là nếu cưới nhau thì mình là ở hai vợ chồng thôi hay là mình ở chung với ba mẹ luôn? Có thể tùy vào bạn gái. Thực sự là bên gia đình em thì cũng khá là thoải mái về chuyện này. Giống như là ở quê thì có thể lên Sài Gòn rồi ở phải một tuần, hai tuần rồi qua nhà chị. Cũng nhẹ nhàng ha. Rồi như là quyết định cưới được đúng không? Dạ đúng. Còn bên đây chín chắn đó. Không được, được. Ok, cái này được đó em. Hôm nay bạn trai đi với người thân nào? Dạ em đi một mình thôi. Một mình? Dạ. Bạn gái, mình có đi với ai không? Dạ em đi với sếp và mấy bạn em. Chào chị. Sếp thấy sao sếp? Hồi nãy giờ chị ngồi chị cũng quan sát em rất là kỹ. Tại vì thực sự ra trong công ty của mình thì mình luôn luôn chăm sóc các em như là gia đình. Và coi các em như là em của chị. Cho nên chị nãy giờ chị quan sát từ cái cách em nói chuyện cho cái cách em làm ở công ty như thế nào thì để chị so sánh thử coi em có phù hợp nhân viên của chị hay không. Theo như chị nhận thấy thì em rất là chững chạc. Nói chung là từng cách một và từng cách xây dựng cái tương lai mà chị rất là mừng. Tuy nhiên chị cũng rất là lo. Tại vì em quá chững chạc đi so với nhân viên của chị. Thì Hà ở đây làm với chị cũng đã rất là lâu trong công ty bất động sản. Đối với chị thì Hà là một cô gái cực kỳ tốt, rất tốt. Chị nghĩ là những cái điều kiện em đưa ra là Hà có hết. Và những cái điều kiện mà Hà đưa ra cho một cái bạn trai, chị nghĩ đối với Hà em là perfect, em là ok, em là rất tốt. Cảm ơn chị. Thì nói chung đối với chị, mà nhân viên của chị cũng vậy, tất cả bạn trai hay bạn gái tới, nếu chị tiên duyệt thì em đó sẽ bước tới. Thì ở đây chị nói ok chị duyệt. Có nghĩa là chị nói chị duyệt. Ok, cảm ơn sếp. Vâng, cảm ơn sếp ạ. Bây giờ mình cho hai bạn gặp nhau đi anh Linh ơi. Rồi, kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút nhìn thẳng vào mắt nhau, tận đáy mắt nhau, sâu thẳm trong tâm hồn để xem có cùng đập chung một nhịp tim hay không. Nào. Thì em chào anh. Chào bạn. Hồi nãy em có nghe nói là nếu mà quen bạn gái thì anh dự định là trong năm nay kết hôn. Hy vọng là có thể là cuối năm hoặc ra duyên. Em nếu mà quen bạn trai thì em dự định là chắc cũng khoảng là năm sau, 2 năm nữa. Okay. Thì cái khoảng thời gian đó ví dụ anh đợi được không? Thì cái đó cũng là cái thời gian thì nó cũng không phải là giống như là bắt buộc là cái đó. Yeah. Ví dụ trong thời gian quen nhau có thể okay, mình cảm thấy nó phù hợp hay hợp với nhau hay là cái tình yêu nó đủ lớn thì mình cũng có thể biên ngắn hạn hơn. Dạ. Anh có thích người con gái mà biết nói chung là biết nhậu không? Thì rất là thích. Thì ok em biết nhậu. Nói chung em cũng ngại vấn đề đó. Tại vì thường đi làm thì giao tiếp nhiều thì cũng phải biết chứ lĩnh. Em sợ nhiều khi nam thì lại không chấp nhận vấn đề đó. Không, đối với mình thì rất là bình thường. Cái chuyện đó rất là bình thường. Dạ. Vậy hai người dẫn nhau uống đôi ba chai. Chỗ này tận không phải cuối chuyện gì nhậu. Bây giờ mình nói cảm nhận về nhau đi. Anh gặp em thấy sao? Bạn có thể nói rất là đẹp và cái ấn tượng rất là ấn tượng. Lúc nghe nói chuyện bên đây và cái suy nghĩ của em thì nó cũng na ná nhau nên gặp anh em cũng có chút là hơi động lòng. Hơi động lòng. Động lòng hay là tại sao rung động khác, động lòng khác nha. Tại vì bình thường bạn bè em hay nói với em như vậy là em không được đẹp lắm nhưng mà em đọc và lạ thì anh cứ từ từ tìm hiểu anh đi. Mình sẽ cố gắng hết sức để có thể tìm hiểu. Dạ. Hết thời gian. Hết thời gian. Thôi, sếp đã duyệt, vấn đề hai bạn có duyệt hay không? Nào, trái tim mách bảo điều gì? Suy nghĩ thật kỹ.
lắng động lại xem nhịp đập của trái tim mình. 1 2 3 Em là Thủy Tiên và hiện tại em đang làm ngân hàng. Tiên bao nhiêu tuổi? Em năm nay 28. Em quê Quảng Nam. Rồi mời bạn trai. Xin chào Dương Tinh, chào anh Quyền Linh và chào Diệp Tương. Chào bạn nữ bên. Em tên là Võ Văn Tùng, hiện là kỹ sư xây dựng, đến từ Quảng Nam. Ồ, cùng quê. Đi đồng hương rồi ha. Dạ. Ưu điểm và nhược điểm của mình? Hòa đồng, vui vẻ với tất cả mọi người. Trong công việc này kia thì em cũng cá tính, cũng tự lập. Về nhược điểm thì đôi khi em cũng hơi bị thiếu tự tin lắm. Ngại tiếp xúc với đám đông thôi, đâu phải là thiếu tự tin. Dạ. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Tìm hiểu thì tầm khoảng 1-2 à. Còn chính thức? Chính thức thì chưa chị. Wow. Bởi vì theo cái quan điểm về tình yêu của em á là hợp, sau đó yêu rồi hiểu mới cần. Khi mà em nhìn một người nào đó cảm nhận là thích nhau hay là có cùng tần số với nhau. Dạ. Chị hiểu rồi. Mà hồi đó giờ chưa thấy ai cùng tần số với mình hết. Mới ra xung quanh thôi. Không phải chị, tại hồi trước đó là em nhí nhố lắm, em ham vui thôi. Em không có suy nghĩ về cái chuyện yêu đương. À. Rồi bây giờ bạn ở đây với ai? Dạ em ở với lại gia đình anh chị họ bên ngoại. Rồi mình làm xong ở đây mình muốn về ở Quảng Nam hay là mình lập nghiệp ở đây? Hướng của em là về Quảng Nam, về Đà Nẵng em. Mình hỏi luôn bạn kia là nếu như chúng ta đồng ý hẹn hò, chúng ta tiến đến xa hơn nữa, bạn có đồng ý về Quảng Nam, Đà Nẵng hay không? Mục tiêu về nghề nghiệp của em thì em dự định là em làm ở trong cái Sài Gòn này. Rồi về mà chuyện sau này nghỉ ngơi này kia hoặc là về hưu thì em mới có dự định là về lại Đà Nẵng, Quảng Nam. Về Đà Nẵng sống xuống đó bạn ơi. Nói chung cuộc sống thì nó sướng, nó an nhàn, nhưng mà vấn đề là nó không có sôi động, nó không có năng động như ở trong Sài Gòn. Nó không có phát triển được hết bản thân con người mình. Bạn nói vậy nhưng mà biết đâu ví dụ như bây giờ bạn kéo màn lên mà gặp một cái đối tượng mà bạn đúng hết ý của bạn, đúng hết chuẩn của bạn đưa ra, trái tim bạn đập rộn ràng thì bạn có thay đổi cái quan điểm đó không? Nói chung cái đó thì phải bàn bạc lại nữa chị. Nhưng bây giờ thí dụ bạn nữ á không chịu về, rồi bạn có chịu ở đây không? Cái hướng này hướng như vậy nhưng mà chưa biết được. À cái này các bạn phải suy nghĩ nha. Bạn trai muốn tìm mẫu một người bạn gái như thế nào? Ngoại hình thì cũng không quan trọng lắm, nhưng mà quan trọng là cái nội tâm, cái tính tình sống hiểu chuyện và biết quan tâm và chăm sóc gia đình giữa hai bên, cân đối cho nó hài hòa vậy. Bạn không thích điều gì ở người phụ nữ? Chanh chua, càm ràm, gì vậy? Bạn nữ mình thấy mình là người có chanh chua càm ràm không bạn? Không chị. Bởi vì theo quan điểm của em là mỗi người người ta sẽ có một cái quan điểm riêng, thì em không bao giờ mà áp đặt họ, áp đặt người ta. Nhưng mà vấn đề là em, cái quan điểm của em thì em vẫn chia sẻ. Thì chia sẻ ra mà cảm thấy mà dung hòa được thì tốt, còn không dung hòa được thì em im. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cái mẫu bạn trai của em á, thì đầu tiên là phải có chính kiến, phải có trách nhiệm, tự lập. Điều gì bạn không thích ở người bạn trai? Phong kiến, không phải, đại khái là gia trưởng, chiếm hữu. Chiếm hữu là sao? Có nghĩa là kiểm soát quá mức cái chị, phải tôn trọng lẫn nhau. Để mình hỏi cái bạn trai này có gia trưởng không nha? Em có gia trưởng không? Dạ không chị. Hạnh phúc gia đình là điều quan trọng. Mình nếu như mà một người con trai mà gia trưởng thì em nghĩ là một cuộc sống con vợ chồng thì nó phải hài hòa, người vợ phải hiểu và người chồng phải hiểu, phải quan tâm, phải chia sẻ những công việc với nhau. Vậy mình có cái điểm mạnh nào không, có tài năng gì không? Làm những công việc nhà như nấu ăn hoặc là dọn dẹp nhà cửa này kia. Nấu ăn ngon không? Nấu ăn được món gì? Dạ em nấu được tất cả các món bình thường. Cái rồi thấy mạnh nhất đó hả? Dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm á hả? Rảnh rỗi mình hay làm gì. Bây giờ cái vấn đề tôi đang lo ngại cho bạn á, bạn thấy tôi thấy rất là được hết trơn rồi đó. Bạn nữ bên đây cũng được nữa, mà cái vụ đó đó rồi bạn có tự tin bạn thuyết phục được bạn ấy đi về quê với mình không? Dạ không, cái đó em cũng đang bị phân vân nhiều lắm, nhiều ái lắm, nhưng mà chắc em dễ hỏi ý kiến ba mẹ. À, hỏi ý kiến ba mẹ hả? Em suy nghĩ thế này, cái gì về gần nhà, có gì là chăm sóc ba mẹ này kia. Chứ còn nói chung là hướng lập nghiệp thì chỗ nào có công việc ổn định tốt thì mình. Đúng rồi. À, rồi được rồi, chị hiểu rồi. Bây giờ mình có tật xấu nào không? Mình nói luôn trước khi gặp gỡ bạn bên kia. Hơi thiếu tự tin trước những mà bạn gái mà ví dụ đặt vấn đề tình cảm. Rồi không có biết quản lý vấn đề chi tiêu, tiền nong rồi mình chi tiêu nó hay bị. Cái này dễ gì, nhờ quản lý không sao đâu. Rồi không sao. Dạ. Hôm nay bạn có đi với ai không? Dạ em tới với lại anh họ em. Anh họ. Em chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường, chào tất cả mọi người trong trường quay. Nãy giờ cái chi tiêu của Tùng đưa ra thì
Em nghĩ là bạn gái rất hợp lý. Sau này có về ở quê ở hay không á là cái vấn đề không quan trọng. Giữa hai người đã quen biết rồi sau mình tính toán với nhau. Thì đâu phải là mình đi về trực tiếp mình ở nhà với cha mẹ đâu. Nhưng mà khi mình về đó ở Đà Nẵng, có thể hai đứa có một cái công việc đó ổn định, lâu về thăm cha mẹ, đó cũng đó là cách chăm sóc nữa rồi. Đúng rồi, anh nói đúng đó. Bạn gái mình có đi với ai không? Em đi với sếp và mấy bạn đồng nghiệp của em. Rồi, chào sếp. Alo, chào chị Cát Thường, chào anh Quyền Linh. Ồ, sếp, nhân viên dễ thương như vậy mà trong công ty không có ai để làm mai cho cổ hả sếp? Tính chất công việc là làm sale khá là bận, mà tính cách của bạn thì cũng hơi đặc biệt, cho nên là có thể là chưa gặp được cái người một nửa của bạn. Thấy người này có thuộc dạng người đặc biệt luôn. Về bạn thì mình xin nhận xét chút xíu. Tiên có nói là Tiên có thích một người có chính kiến và cũng muốn có một cái sự nghiệp rõ ràng và cuộc sống ở Sài Gòn. Nhưng mà về phía bạn thì mình thấy là bạn vẫn chưa có quyết được cái đó và đồng ý với quan điểm với anh họ của bạn là cái này thì có thể là hai đứa sau khi nào mà quen nhau á thì sẽ có thể những cái tính toán sau này. Còn về bạn thì mình cảm thấy là bạn có vẻ là chưa có strong lắm, chưa có mạnh mẽ lắm. Nhưng mà không biết là khi Tiên gặp bạn thì Tiên sẽ feel như thế nào, thì có cảm nhận riêng của Tiên. Nhưng mà mình vẫn mong là hai bạn vẫn có thể đến được với nhau. Vâng, cảm ơn, ừ. Cảm ơn sếp ạ. Hơi nhút nhát, nãy là cái điểm yếu của anh mà. Tôi xem coi có về Quảng Nam không nha. Ồ, em, bạn cần điều gì ở người đàn ông? Đạo đức tốt. Cái này bên đây dư luôn. Phải có chính kiến. Dạ, mà phải có chính kiến nói bên chung. Bên này chưa chính lắm, có kiến thôi, ý kiến thôi. Cái mà em quan tâm nhất thì vẫn là tính tình thôi. Còn những cái khác thì... Bàn luận được ha. Tính tình ok, anh này được hết. Cái vấn đề khó ở cặp này bây giờ làm sao cho họ gặp mặt nhau đây, cảm đây. Xúc mới giải quyết được. Đừng có nhút nhát nữa, giờ mạnh mẽ lên đàn ông mà. Kéo màn. Rồi kéo màn lên. Nào, hãy mạnh mẽ nói lên những suy nghĩ của mình. Cảm ơn quà. Cảm ơn. Ủa, nhiều người quá có nói vậy. Nhưng ủa, mà... anh thấy em như thế nào? Bắt gì em dễ thương. À dạ. Còn gì nữa không anh? Dễ thương còn gì nữa không kìa, nói tiếp đi. Mạnh mẽ lên. Còn gì nữa ta? Trời, còn gì nữa ta sao là sao? Theo qua quan điểm của em về tình yêu và là hôn nhân như thế nào? Thì em... quan điểm của em là hợp yêu hiểu cần. Nói chung là thì ban đầu phải là có hợp nhau về tính cách, hợp nhau về quan điểm sống. Nói chung là đầu tiên là phải hợp nhau về cái gì? Cái tính tình. Đúng rồi. Là sau đó mới tiến đến là yêu rồi mới đến những cái khác. Bình tĩnh, hít thở sâu. Hai người này hơi bối rối trước nhau quá nha. Không. Cái cảm giác của em về khi gặp mình là như thế nào? Người Quảng thì em vẫn có cái cảm tình với người Quảng. Có sao mà cứ cười hoài. Gặp anh em mắc cười quá. Dạ. Sao vậy em? Dạ. Bạn có tin vào cái cảm giác đầu tiên khi hai người gặp nhau? Cái đó thì Tiên tin. Khi cũng có đi quen hẹn hò với người khác á thì không có chắc chắn và lại người ta cũng không chắc chắn với mình, cảm giác mình sợ lắm, bây giờ dám nên cái sợ đi tán gái vậy. Bây giờ thấy tim mình sao? Dạ, tim nãy vô đây đập mà giờ thấy rồi. Tim ngừng đập rồi hả? Không có thấy hết luôn cái gì. Không còn rung động gì nữa. Không hả? Biết nhưng mà có cái cảm giác thì sao tự nhiên nó tự tin vậy. Nhưng bây giờ quá ấy quyết định ở thành phố luôn, anh có ở đây lập nghiệp luôn không? Chắc cái này hỏi ba mẹ. Phải suy nghĩ lại. Chứ bây giờ mình đưa ra cái quan điểm như thế đó mà giờ mình thay đổi một cái rọc thì cũng... Cũng kỳ ha. Chứ mặt là thật ra trong bụng là muốn ở lại Sài Gòn luôn rồi đúng không? Tôi nhìn thấy cái tim đen của bạn mà. Bạn nam hãy tỏ tình với bạn gái đi. Mình đưa ra quan điểm là một cái là theo ý kiến của bạn là mình sống ở Sài Gòn một năm rồi một năm sống ở ngoài đó thử như thế nào, thế mà không thích ngoài đó hoặc là không thích trong này. Đâu thì... có vậy được đâu anh. Cái đó đâu được, bởi vì hả, ví dụ như một khi mà anh đã xác định ở đâu thì anh phát triển cả sự nghiệp, cả con cái, cả tất cả mọi thứ nó ở đó. Chứ giờ anh bảo về Sài Gòn ở năm rồi về Đà Nẵng ở năm lang cũng khó lang thang phiêu bạc gì sao được. Vậy nó tan tác luôn rồi.
Tự nhiên đang làm ăn để phát triển, cái về là quả nam cái te tu quay trở lại rồi te tu luôn. Ôi quá, quýu nói nhiều quýu. Rồi chứ một nhan sắc lộng lẫy vậy giờ đuối rồi. Bây giờ bạn nữ nói một câu nào đó. Thì gặp anh thì coi như là cũng có cái duyên. Thì nếu như mà không có mà tiến xa hơn được thì mình làm bạn bè này kia cũng không có sao. Rồi hết thời gian. Có bấm nút hay không tùy thuộc vào trái tim của mình mách bảo. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao bạn lại không bấm nút? Quan niệm tính tình có vẻ cũng chưa có hợp. Thực sự nếu tôi là người phụ nữ thì tôi sẽ cảm nhận tất cả những cái thật của anh trai này. Anh ấy rất là thật nhưng mà hơi nhút nhát. Đôi khi mình không biết diễn tả cái ý mình như thế nào. Cái tình yêu quê hương của anh quá lớn. Cái điều đó chúng tôi rất trân trọng anh ạ.